Rồi, xin chào tất cả anh em chú bác đang xem clip này. Thì trước mặt anh em đây thì mình có cái mẫu hàng mà hàng Nhật mới về anh em 100% chưa sử dụng, mới tinh luôn ha. Mới bao nhiêu là 99% y như mới. Làm những cái kệ này kiểu cái khai anh em. Cũng khá là to ha, đựng rất tiện ích, sử dụng rất là nhiều việc nha anh em. Thì mình sẽ đi vào chi tiết từng, mình sẽ đo chi tiết và báo giá cụ thể cho anh em mình mua nha. Có mấy cái thôi, anh em nào cảm thấy ưng bụng thì nhanh tay chốt nha. Thì trước mặt anh em cũng có đây đóng pin, có một mẫu pin mới về nữa, cho nên là mình sẽ báo giá sau nha. Có mấy cái pin này trong pin nhà máy mới về luôn anh em, bo còn luôn bo mạch sống nha. Anh em xem kênh đừng quên nhấn like cho mình và đăng cho mình một lượt đăng ký kênh ha, để mình có những sản phẩm mới hữu ích đem tới tất cả mọi người mua về sử dụng nha. Thì mình đã giới thiệu cái này luôn đi anh em. Thì bữa nay mình bán 250.000 một cái nha anh em, 250.000 một cái không bao gồm ship nha. Trong hàng này nó nặng, mua thì hàng mới thì giá nó cao nha anh em, nó sẽ tùy theo, ví dụ hàng cũ thì có mức giá khác ha, còn này là hàng mình mua giá mới tinh, số lượng nó cũng hạn chế, cho nên là mình sẽ không bao ship kể hình thức chuyển khoản nha anh em. Tại nó nặng 2 ký 2 2 ký 3 một cái ha, hàng mới luôn, hàng cũ thì nó sẽ có giá khác rồi, nhưng mà hàng này là anh em thấy mới chắc luôn, chưa qua sử dụng. Hàng này của Sanco máy in sa băng luôn, cái khay này y như là đựng đồ trong siêu thị vậy anh em. Cái này nó hơi to, anh em hơi khó thấy nha, mình sẽ zoom lên cho anh em xem. Đây, Sanco dập nổi máy in sa băng đây nha. Đó, cái này là màu, cái này là màu hồng nha anh em, màu hồng. Khi mình không sử dụng á, mình gấp gọn là nó sẽ như thế này nha, nè nó anh em thấy nè, rất là gọn luôn, chỗ này khoảng 3 cm thôi đó. Đây, hàng mới tinh 100%. Đây đó, khi mình bung ra thì sẽ cam một cái như trên bàn. Cái này mình ship lại mình cho anh em xem thôi ha, ngày này mới tinh luôn cho anh em. Đựng cái chất liệu nhựa ABS của Nhật á, anh em sợ để mưa để nắng á, nó sẽ không có bị nhanh giòn như hàng ở Việt Nam hoặc Trung Quốc mình nha, đặc biệt là ở cái chất liệu nhựa người ta làm nè. Hàng Nhật luôn luôn đẳng cấp là ở chỗ đó như này. Ví dụ như anh em thấy những cái vỏ pin, những cái vỏ pin máy bảy thôi, cái nhựa ABS của Nhật á, với cái nhựa ABS ở đây mua, anh em mua có mấy chục ngàn cái á, hàng mới á, anh em cầm trên tay nó sẽ là sự rất khác biệt nha ha. Nhiều khi mà hàng bãi, hàng cũ mà nó mắc hơn hàng mới gấp 2-3 lần là chuyện đương nhiên nha. Đổi lại thì nó không, ví dụ như mấy cái vỏ này thì bãi thì nó xấu thôi, còn cái này là hàng mới tinh 100% luôn, không có cái nào thì vết hết như này. Rồi mình sẽ đi vào đo chi tiết cho anh em xem. Lưu ý là mình có 6 cái nha anh em, giá bán là 250.000 một cái nha, 6 cái không bao gồm phí ship nha anh em, không bao gồm phí ship. Nói chung phí ship ngoài 2 ký này nó khoảng từ 40.000 nha. Ví dụ anh em mua 2 cái thì nó sẽ phí ship nó càng nặng thì nó tính số ký giảm nhẹ lại. Ví dụ 2 cái 50, một cái có thể 40 bốn mấy ngàn luôn nha. Cho nên số lượng nó cũng hạn chế, thì muốn có nữa thì chắc khoảng tuần lễ 10 bữa mới về nữa nha anh em. Chứ không phải là hàng này trong chợ lớn nha, muốn lấy nhiêu cũng có hết. Mình đo kích thước nha anh em. Cao là 22, là khoảng hơn gần gang tay mình nè. Còn găng tay mình này làm gì nhất thì ấy ba cái xuyên làm nhất là miếng giãn ra, hổm có 20-21 miếng đo ghét giãn ra luôn rồi nè. Cao 22 nha, cao 22 cm. Trong cái thước mình đo mình sẽ nói anh em chú ý nha, còn về mà anh em muốn đo có sai lệch cho cái thông số không thành thì tả mình. Dài 55 cm nha anh em, to nha. Còn ngang nó sẽ y như hình này là hình chữ nhật nha. Ngang là 46 cm nha anh em, 46 cm. Đó, rất là vip luôn, cho anh em về đựng đồ. Cái này là đặc biệt nhất là anh em có thể xếp chồng lên luôn nha. Cái này mà anh em có thể đựng quần áo, đồ trẻ con rồi đó, đựng đồ linh tinh đồ cũng được nha. Thấy nó vậy đó, nó dẻo vậy đó, chất lượng lắm nha anh em. Hai cái tay sách nè anh em thấy không, nó vẫn bịch đi mà làm một cái lớp bên trong để bịch lại nè, để tránh gió bụi nó mưa gì đó không biết. Quên nữa, bên đây nó có cái khay gì để đựng nữa nè, y như đựng giấy tờ anh em nè, cái miếng ấy để đựng giấy tờ đó. Đó, bên đây cũng vậy đó, hàng
hàng mới luôn ha. Cái này như mình cũng thấy cũng có nhiều nữa ha, nhưng mà những cái màu khác đặc trưng á, nhiều khi cái tùy theo cái độ mới cũ nó sẽ có cái giá khác nhau thôi. Còn hàng này là hàng mới 99% thì anh em yên tâm nha. Thì dù anh em mua hai cái có thể ship chồng lên được nha, với nhau nha. Đó, cái này để mình tháo ra. Dùng cách tháo nó cũng đơn giản thôi anh em, nó cái này tất cả nó đều có ngàm hết mà, cho nên cách tháo cũng rất là đơn giản. Không có gì khó hết. Cách tháo hay đâu đây, buộc chặt hiện đại ông ơi. Đây nè, anh em thấy cái nút này không, bấm xuống rồi. Anh em thấy cái thiết kế rất độc đáo không, bấm xuống là xếp lại rất là nhỏ gọn luôn, trong quá tiện lợi nha anh em. Rồi 250 một cái nha anh em, hàng máy Insaban luôn, mới 99% chưa qua sử dụng, số lượng mình chỉ có 6 cái thôi. Anh em muốn mua mấy cái đấy thì anh em có nhu cầu thì chốt nhanh nha. Thì nói chung là mình tiếp tục, hôm nay mình có một ít pin mới về, pin nội địa Trung Quốc luôn, pin chính hãng từ nhà máy ra, chưa qua sử dụng và mạch còn sống luôn. Đây, bán cho anh em tận dụng luôn cái mạch này để đóng máy khoan máy vít được luôn nha, hoặc là nguồn lưu trữ hay là 43S 4S gì đó, anh em lấy cái mạch này quất luôn. Thôi để mình giới thiệu mấy cái dòng pin cũ mình đang bán đi nè. Trước mặt đây anh em thấy là một đống pin luôn, 5-6 loại pin. Để mình đem camera qua đây để quay cho nó chi tiết nha anh em, nó nghịch tay. Đây, như anh em thấy đây, từ đây là 1, 2, 3, 4, giờ thêm này nữa 5 là chưa. Bao gồm là Sony nè, Samsung nè, xăng vô nè, BAK nè, sale này mới về để mình giới thiệu sau nha. Thì trong đây là chỉ có pin xăng vô này là rẻ nhất ha, xả 20A dung lượng 2000. Thì mình này mình đang đóng cái khối, hôm qua mình nhận mấy khối pin Makita đó. Đây nè, ví dụ như khối Makita pin chọn, đây mình vô sẵn rồi nè. Nói chung này làm ngày lắp nhắc miếng, chứ này làm nó rất là lâu, nhiều thợ nhiều thợ làm biếng vô mấy này lắm. Nhưng mà bán pin thì mình cũng không có ngại, nhiều khách mua pin của mình thì mình cần thì mình làm cho khách thôi. Tiền công là mài vỏ là 50. Đây, mình mài vỏ sẵn rồi, mài cũng cháy vỏ lâu lắm anh em, chứ không thể nào nhanh được, bỏ ra hàng giờ đồng hồ chung cũng rất đáng tiền. Tại vì hàng giờ đồng hồ mình làm rất nhiều việc, nhưng mình nhận và làm bán khách nhờ đóng pin thì mình phải làm theo cho khách thôi. Đó là 29.000 một viên nha anh em, xăng vô Sony C4 nội trở 12-13 rồi, đồng giá luôn 35.000 cho nó lẹ nha anh em. Trên đây là chỉ có xăng vô là 29.000 ha. Samsung 29E 35.000, dung lượng 2.800 như mới luôn nha anh em, bao trên 2.800 luôn. Đó, nói chung mình bao hết cho anh em, bao đổi trả nha. Còn pin này pin cũng pin nội địa Trung BAK. Nó này trên này anh em xem trên mạng có nhiều nơi cái BAK mà dòng xả nó thấp đó anh em cũng có luôn nha, nhưng mà đây là hàng này, hàng nội địa Trung. Nó không có đại trà ở đây đâu nha. Chứ nó không phải như Lysen thì nó du nhập vô Việt Nam, Lysen EV hay ta rồi đó, nhu cầu ở Việt Nam mình sử dụng mấy cái đó thì nó rất là quen ha. Và pin những cái loại pin đó thì nói chung là nó thông dụng quá thì đâm ra nó hàng nhái hàng giả rất là nhiều ha. Còn này là hàng nhập nội địa Trung Quốc luôn đó anh em, với hàng nội địa thì nó cái chất lượng nó khác xa với những cái bản thương mại nha anh em. Thương mại nó phân phối theo tùy tiêu dùng. Ví dụ như nước Việt Nam mình sử dụng pin này giá bình dân, nước nhà giàu nó sử dụng sẽ sản xuất pin khác, nó sẽ bán cho những nước nhà giàu, đó là như vậy. Còn này hàng nội địa Trung cũng là 35.000 nha anh em, dung lượng 2.500, xả 30A luôn ha, xả cao nha. BAK không biết thì anh em cứ lên Google gõ thôi, hoặc lên Shopee có đầy. Và đặc biệt pin này hôm nay mới về là anh em sẽ tìm không ra ở các trang mạng Việt Nam ha. Pin nè, Ken A ở KAN ha, 18650, dung lượng 2.500 ha, xả 20A thôi anh em, xả 8C 20A, là nằm trên những cái khối pin này. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết những khối pin này. Trên đây là 1, 2, 3, 4 rồi, thì thằng này nó là 5 loại pin. Mình đang tập trung về những cái loại pin xịn sò của đặc trưng của dòng Sony C4, C5 và C6 để cho anh em có nhiều sự lựa chọn ha. Anh nào thì tài chính thấp, muốn thu hồi vốn nhanh, đi làm thu hồi vốn nhanh thì mình có xài những cái pin của Trung Quốc.
mình lựa chọn những dòng pin là nói chung chất lượng thôi nha anh em, chứ không có lựa mấy cái tấm pin vớ vẩn đâu mà bán cho anh em đâu, là lại chẳng bao nhiêu là mà công mang tiếng ha, đó là cái quy cách bán hàng của mình thôi, cái tính cách bán hàng của mình. Còn pin này là đặc biệt không bán độc quyền luôn nha anh em, nói chung là trên clip này độc quyền thôi, chứ nhiều khi ngày mai mốt người ta nó bung ra nhiều nơi khác bán hay là sao thì mình chưa biết ha. Thì clip hôm nay thì tụi mình mới về cái chat thì mình bán cho anh em luôn và mạch bao sóng cho anh em luôn ha, được cái là em đi anh em được cái mặt nữa. Hàng này là mới 100% chưa qua sử dụng nha anh em, chưa qua sử dụng, hàng nhà máy thải ra thì chưa qua sử dụng luôn, thì anh em yên tâm. Ánh sáng mình nó hơi bị ấy chá quá nha. Hàng chưa qua sử dụng và bo mạch sóng luôn chứ không bị lỗi nha. Pin màu xanh mới, nói chung là mới 100% và dung lượng bao anh em, về cho anh em test thoải mái, dung lượng trên 2.500 luôn. Nói chung cái pin nào là chưa qua sử dụng á, nhà sản xuất đưa ra nó 2.500, anh em đo ra sẽ từ khoảng là 2.500 mấy hoặc 2.600. Kể cả pin Samsung, Sony gì cũng vậy, nó sẽ làm dư cái dung lượng anh em, chứ không phải là nói và ví dụ nó làm dư 2.500 nó sẽ đóng mát bán cho anh em là chỉnh 2.500 thôi. Còn pin qua sử dụng thì nó khác nha anh em. Trong đây nó có hai hệ, hệ 5S và hệ 6S, nó khác nhau. Đây là mình tháo ra nha anh em, chứ còn nguyên zin của nó nè, thằng dù thằng này 5S là 5 cell á nè, làm chắc chắn cái này chắc khả năng nó làm trong những cái máy bụi hay những cái máy gì mình không có biết ha. Dây này dây hai dây sạc ha, mình có thử mình sẽ test sạc trên đây trực tiếp cho anh em xem luôn. Còn xả ra để mình nói tiếp cái phần xả nha, thì một khối 5S như đây mình bán 175.000 nha anh em, 175.000 là luôn có bo mạch như thế này. À, luôn nó bao mặt nha. Trường hợp mà anh em không lấy mặt mình thu lời cho 20 nha. Cái mặt này mình bao sóng, đương nhiên cái mặt này thì có thể mình dùng đa năng, vô được 3S, 4S, 5S, 6S luôn nha. Cho nên mình có thể là mình thu lại cho anh em 20.000 một cái. Mình chỉ tháo cái mình cắt mặt lại thôi, mình cắt bo mặt lại, giao pin cho anh em ha. Lưu ý là mình phải cắt dây, đương nhiên mình giao pin ha. Mình cắt mấy cái này kẽm ra mình giao pin thôi. Lưu ý anh em không lấy mặt thì là 155, còn này được luôn bo mạch ha, là 175.000. Pin mới 100% luôn, màu xanh xanh da trời nha nè, cái bảng mạch nè. Anh em nhìn cái bảng mạch quản lý bằng IC nè. Đó, rất là xịn luôn nha, cầu chì nè. Đây là cực dương, nó sẽ qua một con cầu chì 12A nè anh em thấy không? Đó, là anh em nhìn trên bảng mạch là anh em biết cái dòng xả của pin này nó đóng 1S này là đồng xả này, đương nhiên là phải trên 10A rồi đúng không? Đương nhiên thì xả đến đây nó sẽ làm không hết với dòng xả của pin. Nhưng mà mình có tra ra thì đương nhiên cái pin này mình sẽ nhập vào, mình sẽ biết được dòng xả nó bao nhiêu và dung lượng nó bao nhiêu, cho nên mình mới nói được mình lấy mới nhập về bán nha anh em. Nó có trang web công ty đầy đủ đàng hoàng bên Trung Quốc ha. Này là hàng nội địa Trung nha. Khối này là 175.000 nha anh em, luôn mạch nguyên zin, chưa bung chưa tháo luôn, như khi anh em mua luôn mạch thì sẽ như thế này. Còn anh em không lấy mạch thì mình tháo ra mình trừ lại 20.000. Đó, mạch bao sóng để chút mình sẽ đi vào test. Còn này là mạch 6S. Nha, nó sử dụng trong cái thiết bị của cái máy gì thì nói chung là không biết. Hàng nào cũng mới 100% chưa qua sử dụng. Bên ngoài thằng này thì nó có ghi thông tin đầy đủ nè. 22V 2.500 nè. Li-ion. Đó. Đó, dung lượng 2.500 một viên. Cái màn co cũng rất là xịn luôn. Anh em thấy là hàng vô hàng thun người ta đóng chất lượng ha. Cái này anh em xài máy quen máy vít luôn, vô tư. Còn mà anh em sử dụng những cái máy nào đó, anh em lấy cái mặt này đóng 4S, 5S, 6S chơi luôn nha anh em. Nói chung là mình sẽ sử dụng xả trực tiếp trên pin, còn đầu sạc nó vào thì nó sẽ khác, nó sẽ cân bằng pin cho mình. Đây là đầu sạc vào, để mình sạc vào cho anh em xem nha. Nói chung là tại vì cái đầu ra của nó đó, nó xài cho những cái thiết bị khác, nó qua những cái thiết bị này nó hạn dòng nè. Ví dụ như thằng này đầu dương nó âm dương, nó thằng này là cực âm, nó đi lên đây thì nó qua hai con phép này, là hai con phép sạc nè, sạc vào đây nha. Ủa lên đây nó sẽ ra đây, cực âm ở đây chứ mà
đi qua đây là bên đây ra tải, một bên đây như bên sạc đó, bên sạc và sạc nè nè nè, nè cái dây đó nè, hai con điện trở này, hai điện trở dán anh em thấy nó khác nhau, R006 giờ bên đây R100 là con này ra tải, là con này là vô sạc, nó lịch tích R006 tức là có 0,06 ôm nha anh em, R100 là con điện trở 10 ôm chứ không phải liệu 100 ôm nha, con số 0 sao bỏ. Đây là dòng nạp vào chỉnh chỉ luôn, còn khi xuất ra thì lại nó sử dụng nhiều thiết bị, nó ra tới 4 giây lần, cho nên anh em cắm tải nó sẽ không sử dụng được cho máy khoan máy vít ha, kiểu như nó phải cần kết nối là 3-4 giây y như sạc sim vậy anh em. Nhưng mà mình sử dụng nó chủ dùng là sạc xả trên hai cực trực tiếp này, trên những cái đầu những cái quả pin của mình luôn ha. Nói chung là dòng xả của pin bao nhiêu thì nó sẽ xả maximum luôn, nó dẫn điều volt cho ok cho anh em hết, y như của Nhật anh em. Những khối pin của Nhật Makita đó nó thường hay xả trực tiếp á, còn khi nạp vào là khác ha, khi nạp vào nó sẽ có cái dòng khác để nó cân bằng cell pin đó. Còn cái khối này thì mình bán cho anh em là 6 viên và kèm cái mặt luôn, mặt sống nha, 210.000 đồng, không lấy mặt lại thì trừ lại 20.000 nha anh em, thì tương đương với nó là khoảng chắc khoảng 35.000 viên luôn mặt đó nha anh em, nếu mà không mặt thì khoảng tầm 30.000 hơn nha, 30, 30. Nếu mà anh em không lấy mặt đó thì có 31.000 à, dung lượng 2.500 xả 20A là vô tư rồi. Khi anh em muốn tra ra cái thông tin pin này á, nói chung là ở Việt Nam anh em mấy tra mấy trang web ở Việt Nam anh em sẽ không tra ra, anh em gõ cái mã tên công ty này là KAN Battery, Battery là pin đó anh em, Battery á, anh em sẽ gõ như liên tục, ủa gì vậy? Gõ viết liền như thế thì nó sẽ ra ha. Anh em không biết mình sẽ để cái thông tin dưới cái phần mô tả cho anh em xem, KAN Battery là mình sẽ vào cái trang web đó, anh em xem cái dung lượng của thằng này là bao nhiêu, xả bao nhiêu. Nói chung là nhìn trên bảng mạch thôi mình cũng đủ biết rồi. Đây ví dụ thằng này là 6S cho cái cầu chì 15A nè, anh thấy không, cái cầu chì 15A rõ ràng đó, cái này là cực dương nè, để nó hàn dòng qua cho những con này, khi mà kiểu như xuất qua cái máy cực này nè, nó là mấy con điện trở hàn dòng mà qua mấy con linh kiện này nữa nha. Nói chung là muốn chỉnh chỉ hơn thì anh nghiên cứu thêm, còn không mình sử dụng sạc xả trực tiếp trên đây luôn nha, một cực từ đây cộng đây mình quất. Ví dụ anh em đóng 5S thì anh em đóng ở cái phần mà bên đây nha, còn này là zin 6S, tại mình chưa có trải nghiệm là 3S, 4S, 5S trên cái mặt bóng mạch này nha anh em, nhưng mà zin như thế này anh em sử dụng rất là nhiều việc nha. Ví dụ những cái máy 24V hay này nọ đó, quất để vô là chơi luôn nha. Cái mặt này nói chung là bán cũng nội linh kiện không, là anh em thấy những con phép này nè, những con phép này là nó chịu dòng 80A nha anh em, y như trên những con cái mặt mà 5S 80A đó đó, 4080K là tức là chịu dòng điện DC là tối đa 40V và chịu dòng là 80A đó, anh em thấy không. Này anh em phải zoom lên coi, còn hai con IC nhiều chân nè, anh em thấy mấy con IC này rất là đắt tiền, quản lý bằng IC là anh em biết cái dàn mạch này anh em thấy nhìn nó cũng xịn sò rồi, hàng nhà máy ha, 100% mới chưa sử dụng. Khói này là khói 6S nha, 6 viên mới chát luôn, 201 nha anh em, không lấy mạch thì mình trừ lại 20.000 nha. Và lưu ý mấy cái pin này nói chung lãi từng ngàn, cho nên mình sẽ không bao ship nha anh em. Ví dụ anh em mua khối về 2 khối 3 khối gì cũng vậy, nói chung là mua mấy cái pin này lời có nghiêm, anh em mua chục viên mình cũng kiếm được có vài chục nghìn thôi, mình sẽ không bao ship nha anh em. Đó, anh em chuyển khoản cũng vậy, chuyển khoản thì phí ship nó sẽ nhẹ hơn. Ví dụ anh em nào mua số lượng nhiều thì mình có thể mình thương lượng giá nha, chứ còn nhiều khi mua vài viên mà bao ship hay là lần này nọ lần nhàn kèn cứ là thôi mình không có chơi nha. Giá 5S là 175.000, 6S là 210.000 đồng. Nếu anh em lấy nguyên khối luôn mặt như thế này là tương đương như nó 35.000 một viên, còn không lấy mặt thì nó khoảng tầm 31.000, đúng không, cái mặt mình lấy là 20 á, chung là tầm 30.000 thôi, dung được 2.500 xả 20A là anh em sạc khoan vít thoải mái, đóng lưu trữ là cũng thoải mái luôn, đóng lưu trữ, đóng bình ắc quy này nọ vô tư ha. Rồi clip này thì mình bán có nhiêu đây thôi anh em, giới thiệu những cái pin mới,
và mình sẽ bao đổi trả, sẽ bao quay đầu cho anh em về test dung lượng không đủ 2.500 nha, mình sẽ bao quay đầu ha, mình bao cho anh em sử dụng luôn. Hàng này nói chung là hàng từ nhà máy nó xuất ra, sẽ không có không phải như những cái bảng thương mại để phân phối ở thị trường Việt Nam mình, nhập trực tiếp từ bên bển về nha anh em, hàng chất lượng luôn. Chung bao quay đầu, quên đo cái nội trở của nó. Chung mình bao quay đầu thì anh em yên tâm sử dụng ha. Cái này là viên mẫu mình lấy ra để mình test và đo nội trở cho anh em xem ha. Thì nội trở nó sẽ tùy theo cái hãng sản xuất người ta thông công bố thôi nha anh em, chứ anh em đừng có quan tâm cái phần nội trở. Xả cao nội trở thấp, nội trở cao xả thấp. Thì này xả 20A là nội trở này thì nói chung nó tầm khoảng 14-15 độ về. Ha. Ví dụ như thằng xăng vô cũng xả 20A mà dung lượng 2.000 thì nội trở nó 12-13. Còn cái là một mỗi cái hãng pin nó sẽ công bố cái nội trở khác, quan trọng là cái dung lượng ha. Chứ không phải là mỗi hãng, ví dụ anh em thường hay mua ví dụ Samsung 20R nó ví dụ dung lượng 2.000 nó 12-13, 25R nó cũng 12-13 là cũng 2.500. Đó, mà xả 20R nó lại 25R nó lại cao hơn 20R. Đó, cái thằng nào cũng vậy hết anh em. Nó tùy theo cái pin nhà sản xuất người ta công bố là cái nội trở khi mà xuất xưởng ra nó là sẽ là bao nhiêu. Còn dung lượng là bao nhiêu ha. Rồi thì cái này anh em về chơi gì chơi máy khoan máy vít rồi thì ok ha, muốn đóng gì đóng thì giá mình báo công khai rồi, anh em này có mua thì liên hệ mình nha. Cái này ví dụ như anh em đóng cái máy khoan, anh em mua hai khối như thế này được hai cái mạch. Ồ về thì mình tận dụng hai cái mạch này anh em sử dụng được nhiều việc lắm nha. Thay vì anh em mua mấy cái mạch máy khoan máy vít từ cũng phải là từ 50-60 ngàn rồi ha. Đó thì mình vẫn thu mạch lại, để mình có thể mình bán như cho những người khác ta cần hơn. Mình quên test cho anh em, quên có test sạc xả, test sạc thôi chứ. Thì nói chung là xả, mình xả trực tiếp ở pin thì mình không cần phải thử đâu. Đây mình đang ấy cho cái dòng cục 21V này. Mình để đó, mình để đây thì anh em không có thấy. Cái trạm điện 300W này mình vô xong rồi. Hồi sáng mình xả với dòng điện với điện một cái mỏ hàng 100W. Với dung lượng pin nó khoảng hơn 22A, 23A đi. Là cell này mình vô cho khách là vô 29A anh em, dung lượng 2008 á. Thì mình vô 8B thì nó ra hơn gần 23A ha. Thì mình xả với mỗi hàng 100W thì nó được 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ là còn lại là khoảng chừng 10% đó. Là nó sẽ sức, nó sẽ cắt cái dòng điện AC ra. Tại mình phải nạp đây để cho mình, tại vì khi anh em sử dụng cái trạm điện này nè thì nói chung việc xài những cái autophone nè, ví dụ như thằng này là autophone nè, anh em cài xài thoải mái. Nè, giờ mình nạp vào nha anh em, mình nạp vào cái khối pin 5S này cho anh em biết là nó là cái mạch nó còn sống. Còn xả ở đây thì nói chung cộng trừ là quốc thôi, không có cái gì mà phải ấy hết, tại mình xả trực tiếp ha. Ví dụ anh em đóng 4S thì anh em mà đóng ở cái phần B4 vậy thôi, không có cái gì gọi là khó cái vấn đề đó. Được lâu lâu được cái lô này nó sản xuất mới, nó chưa sử dụng luôn anh em. Nạp vào đầy ha, nạp vào đèn đỏ. Là nó phần sạc vào là qua cái thằng này nè. Qua đây nó sẽ qua mấy con điện trở lên tới đây nè. Đó, nó cân bằng những cái cell pin nè, những con IC này nó sẽ cân bằng cho ha. Những cái bản mạch nào sử dụng IC là bản mạch nó sử dụng tốt nha. Nó có IC quản lý sẽ chỉnh hơn ha. Là anh em đang sạc. Ok nha. Tới hàng 6S này. Rồi mình tắt cái thằng này, mình nạp vào cái thằng 6S. Mình tới mình cấp vào cái thằng 6S. Cái
6 ớt mà. Đây cục sạc 6 ớt nha anh em. 25V 23A. Mấy cái mình chơi mấy cục sạc xịn thì anh em mua mình dẫn linh kiện đóng pin mình vẫn có đầy đủ cho anh em nghe, ví dụ mạch sạc đầy đủ hết, anh em muốn gì cũng có hết nha. Đây mình sử dụng máy qua một cái thiết bị của mình nữa, đựng mình mấy cái đèn đồ chế của mình anh em, để mình sử dụng cho nhiều việc á. Bỏ cục 5 ớt qua bên nha. Đây bản mạch 6 ớt đây. Lưu ý hai dây là hai dây xả nè, ổ dây sạc vào nè, anh em thấy sử dụng dây silicon luôn. Dây cũng dẫn dây tốt của nhà máy luôn. Đây mình cứ quất vào cộng tự thôi, còn anh em muốn làm cái dắt thì ra mình là tự mình về mình chế mình làm cái dắt thôi. USB DC theo cộng tự nha. Thấy không? Này có quạt, nổi quạt lên đây. Thằng nào cũng có quạt hết. Tại dòng 3A khi mà cái trạm điện này mà công suất nó tầm 40W á là nó sẽ cũng nổi quạt lên để làm mát linh kiện, cho nên để sử dụng cho nó bền bỉ anh em, những con phép những cái cầu chì điện tử đó. Thằng này cũng có quạt luôn. Đang nạp vào nè. Cho mình ngưng nha. Rồi, tắt cái nào nó đồng thời nó ngắt hết. Thì để xả thì anh em uốt vô cộng trừ anh em xả thôi nha. Còn anh em muốn 5 ớt thì mình xả ngay cái chân cuối, chân cộng cuối cùng. Còn bê trừ là bắt buộc mình phải đóng, mình phải đấu qua cái thằng này. Rồi giới thiệu anh em cái dòng pin mới nha, giá bình dân thay vì những cái pin cũ của Sony Samsung gì thôi, chỉ là pin tháo khối thì nói chung là nó cũng hơn cái thằng này rồi, cũng hoặc là giá tương đương. Còn thằng này nói chung là hàng nội địa Trung thì giá nó có thể khác, không thể so sánh với Sony Samsung hay là này nọ được ha. Đó, nói chung hàng nội địa thì nó xài tốt, tốt hơn bản thương mại, anh em có thể yên tâm. Rồi clip này xin kết thúc đây nha anh em, cảm gì liên hệ mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.